Những ngày gần đây, thế giới đón nhận những tín hiệu tích cực về vaccine COVID-19. Song hành với đó là những khó khăn trong việc lưu trữ, vận chuyển và phân phối vaccine. Tuy nhiên, thách thức không dừng lại ở đó, bởi thị trường vaccine chính thống có nguy cơ phải đương đầu với chợ đen vaccine. Những chợ đen này được cảnh báo có thể làm gián đoạn nguồn cung vaccine và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại lớn cho sức khỏe và tính mạng của người dân. Đây cũng là chủ đề trang nhất quốc tế của chúng tôi hôm nay. Nguy cơ xuất hiện chợ đen vaccine COVID-19. Theo hãng truyền thông Bloomberg, việc phân phối và triển khai tiêm vaccine thực sự là một thách thức. Nguy cơ không thể tránh khỏi vì tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã làm dấy lên lo ngại về sự phân phối không công bằng, thậm chí là sự xuất hiện của thị trường bất hợp pháp. Tại Trung Quốc, hiện chưa có vaccine COVID-19 nào hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Tuy nhiên, nước này đã áp dụng chương trình sử dụng khẩn cấp dành cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch. Nhiều người dân vì muốn được sớm bảo vệ khỏi COVID-19 đã tìm cách nhảy cóc khỏi hàng dài người chờ đợi để được tiêm vaccine trước. Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên tại Trung Quốc cho biết là người này thì qua các mối quan hệ đã tìm được mối để tiêm vaccine COVID-19 theo chương trình sử dụng khẩn cấp với giá 91 đô la Mỹ, tương đương 2,1 triệu đồng Việt Nam cho đủ 2 mũi. Áp lực về nguồn cung hạn chế có thể sẽ rất gay gắt ở một số nước như là Ấn Độ, quốc gia có sự chênh lệch giàu nghèo lớn và là vùng dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới với hơn 9,5 triệu ca mắc. Chợ đen vaccine COVID-19 là một nguy cơ hiện hữu tại Ấn Độ. Hiện đã có không ít trường hợp sử dụng giấy tờ giả để được đi trên các chuyến tàu dành riêng cho nhân viên y tế. Điều này đã làm dấy lên quan ngại. Khi vaccine COVID-19 được triển khai tại nước này, một bộ phận người dân cũng sẽ tìm đến các thị trường bất hợp pháp để được tiêm vaccine trước. Tuy nhiên, với tâm lý muốn bảo vệ mình khỏi dịch bệnh sớm nhất có thể, người dân có nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm trên cái chợ đen COVID-19 này. Đây là cảnh báo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Tổ chức này gọi vaccine COVID-19 là vàng lỏng, cảnh báo tội phạm sẽ nhằm vào những người có thông tin cá nhân trên trang web giả mạo để bán vaccine giả, thậm chí tìm cách trộm vaccine, làm gián đoạn nguồn cung. Các nhà khoa học nhấn mạnh, cuộc chiến chống COVID-19 còn lâu dài và có vaccine không có nghĩa là chấm dứt được dịch bệnh. Do đó, thay vì ráo riết săn lùng vaccine, người dân nên bình tĩnh chờ đợi vaccine được phân phối, tránh tạo điều kiện để chợ đen hoành hành. Song song với đó là tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch, bao gồm đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách xã hội và thực hiện cách ly một cách nghiêm túc.